Sau sự hợp tác cùng TJUZ đã có rất nhiều trang phục cực kỳ đẹp ra mắt các bạn. Sự quan tâm lớn nhất lúc này của game thủ đó là site TJUZ thì Laytohe sẽ hợp tác với ai? Đây cũng là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất. Chúng tôi xin trả lời như sau. Nếu như kênh YouTube của chúng ta đạt cột mốc 50.000 đăng ký, chúng tôi sẽ hợp tác với BTS. Nếu kênh đạt mốc 100.000 thì sẽ hợp tác cùng Blackpink. Vì đây là hai nhóm rất nổi tiếng nên để hợp tác được cần rất nhiều thời gian và tiền bạc. Vì vậy các bạn hãy giúp chúng tôi một lượt đăng ký, giúp thêm động lực để game có thể hợp tác cùng hai nhóm nhạc hot này nhé. Xin cảm ơn chân thành.